Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình với chúng tôi. Phần 3 của chương trình Y khoa phục vụ đời sống, Thùy Dung xin được phép gửi một cái câu hỏi tiếp theo như thế này. Đó là một cô nữ năm nay 66 tuổi, bị tiểu đường, có uống metformin 500mg hai lần một ngày. A1C đo được là 7.6. Như vậy xin hỏi cái chỉ số A1C khoảng bao nhiêu là kiểm soát tốt? Quý vị, bây giờ quý vị cũng biết là hemoglobin A1C là nó đo cái đường của chúng ta trong mấy tháng vừa rồi, thường 3 tháng vừa rồi. Khác hẳn với cái loại đường chúng ta thử buổi sáng, thì cái đó là cái lúc đó thôi. Tôi lấy ví dụ như là quý vị bị đường cao đi, nhưng mà buổi sáng hôm đó quý vị nhịn đói, rồi đi lấy máu, nhịn đói tới 16 tiếng, thì cao nó cũng thành thấp hay là bình thường gì đó, thì nó thường lừa chúng ta. Còn cái A1C mà mấy tháng vừa rồi chúng ta cao thì chúng ta không có lừa nó được. A1C là cái loại đường nó bám vào cái hồng huyết cầu, rồi nó ra cái số percent 7.5, tức là 7.5% bị đường nó bám. Thế thì 7.5 là tốt hay chưa? Chưa quý vị, cho cái tuổi của này, với cô này 7.5. Nếu mà cô này 80 tuổi, gậy chống xe răng đồ thì 7.5 chấp nhận được. Còn trẻ như vậy thì 7.5 chưa, con số dưới 7.0. Tôi cũng nên hiểu rằng quý vị biết là có trong hội đồng y khoa cũng không có ai cũng đồng nhất với nhau, cũng cãi nhau. Có người có bên này, có tổ chức này muốn dưới 7.0, nhưng mà tổ chức kia muốn ép dưới 6.5. Ai cũng có cái lý do của mình hết. Nhưng mà hiện giờ đa số các bác sĩ đều đồng ý với nhau dưới 7.0 là ok. Cho nên cô này phải cần thoa thêm thuốc hay là tập thể dục exercise thêm nữa thì dưới 7.0. Còn ví dụ như có người nói tôi muốn dưới 6.5 được không bác sĩ? Vẫn được quý vị, nhiều lúc tốt nữa, ít bị phức tạp. Nhưng mà quý vị, tôi nói chút về tiểu đường. Cái chính của tiểu đường chúng ta kiểm soát tốt để làm gì? Chúng ta không có nói về con số, mà nói về cái hậu quả thì quý vị dễ mường tượng hơn. Giống như một chiếc da thường nói rằng, trước khi chúng ta đều làm điều gì thì chúng ta tưởng tượng ra cái hậu quả, thì chúng ta hành động nó đúng đắn hơn, đúng không? Chúng ta thường nổi điên lên, chúng ta quên hết cái hậu quả. Chúng ta uống rượu, chúng ta quên hết cái hậu quả. Lái xe chạy ầm ầm, tống người tới xe. Trước khi chúng ta uống rượu nhiều, chúng ta muốn lái xe, chúng ta cứ tưởng tượng ra cái hậu quả, thì chúng ta sẽ làm nó tốt hơn. Ráng dừng khoảng 2-3 phút nghĩ cái hậu quả. Như cô Thùy Dung nhiều lúc cô cũng muốn dặn người đó lắm, cũng muốn ăn tươi nước sống hay là xé xác, nhưng mà cô nghĩ tới hậu quả. Ok, bắt đầu 1-2 phút sau chúng ta nghĩ tới, cho nên chúng ta sẽ tìm được con đường để tránh cái hậu quả tai hại đó. Thùy Dung chẳng quả... giận ai bao giờ. Cô Thùy Dung còn chẳng giận ai bao giờ, quý vị có tin không? Cái đó là chỉ có thánh thôi, không vậy quý vị? Thánh mới không giận nhau nổi. Tới cái hậu quả của tiểu đường chúng ta không kiểm soát tốt là gì? Lọc thận. Cái này cũng như là hành xác. 4 tiếng cứ xách nhau. Tôi hỏi các quý vị, không ai cứ mỗi 4 chết. Tiếng cứ mỗi có 4 nhiều tiếng. Là bác sĩ ơi, tôi thà chết chứ đừng có lọc thận. Cứ mỗi cách 2 ngày 4 tiếng, mỗi lần lọc xong về mệt lắm, tại vì mất nước nhiều rồi. Ngày thứ 2 được đỡ chút xíu, ngày thứ 3 đi lọc nữa rồi, không đi đâu được hết rồi. Nhưng mà cô này vẫn còn nở nụ cười trên môi nha. Tức là được, cũng chụp ảnh, cũng nhìn cũng khá ăn ảnh, cho nên vẫn vui mừng. Thứ nhì là mù mắt, đúng không? Tiểu đường là một trong những nguyên nhân chính làm cho mù mắt. Chỉ hai cái đó thôi thì chúng ta đã thấy đau khổ như thế nào rồi. Cho nên chúng ta phải kiểm soát tiểu đường A1C dưới 7.0. Còn nếu quý vị dưới muốn 6.5 mà không phải trả giá nhiều. Tại sao tôi nói vậy? Có vài quý vị còn trẻ mà muốn kiểm soát tiểu đường dưới 6.5 thì càng tốt. Tập thể dục exercise, uống 2-3 thứ thuốc mà không thấy có thường bị đường thấp, thì dưới 6.5 thì còn có thể là tốt hơn là 7.0 nữa. Nhưng những người có nhiều người lớn tuổi đi, ví dụ như 80 tuổi đi, giờ uống 2 thuốc rồi, bây giờ ép thêm thuốc, đường nó sụt, người ta cứ vô bệnh viện hoài.
Tại sao ạ? Dạ, đường nó thấp á, đường rất xỉu. Cho nên mình phải balance, phải quân bình cái lợi và cái hại, có đáng hay không cho một cái cụ già uống nhiều thuốc để mà cho ép đường nó xuống 6.5. Thì tôi nói không. Nhưng mà cái người anh này trẻ, anh ngon lành, anh chịu được, anh nghe theo lời, anh uống thuốc đúng. Chứ mấy bác thường uống thường quên uống xong uống nữa là chết, đúng không? Quên rồi, quá nhiều thuốc. Những anh trẻ anh thường anh nghe anh rõ ràng rồi, anh hiểu được cái lợi hại, anh biết cái cách khi mà đường xuống thấp anh làm gì, anh với tay nước cam nước chanh để anh uống cho anh khỏe lại. Thì cái đó thì tôi thường mạnh tay hơn. Anh muốn dưới 6.5 thì dưới 6.5 anh thường ít bị lọc thận với lại mù mắt hơn nữa, hơn 7.0 quý vị đúng không? Nhưng mà nếu mà cụ đó là lớn tuổi rồi thì ép rồi quá thì cố quá thì quá cố. Quý vị, tôi thường nói câu đó quý vị biết. Cho nên cuối cùng thì sẽ hỏi bác sĩ của mình, những người hiểu về mình, hiểu cái bệnh tật của mình, chứ đừng có đi hỏi những cái người không có expert. Nhưng mà tôi đừng nói là phải người tốt. Thứ hai nữa là phải là người chuyên về vấn đề này và thành công vấn đề này. Thì chúng ta hỏi, tôi nghe hoài, tôi thường thường hỏi các bác, ủa ai khuyên bác làm như vậy? Kêu bà hàng xóm hay ông hàng xóm, hay là kêu là tôi nghe quảng cáo trên đài. Quý vị nên tìm những người nào mà họ nói mà họ có cái trách nhiệm. Đúng không? Chứ họ nói mà không có trách nhiệm, tại vì họ không có license, không có gì để bắt bẻ họ hết, thì họ nói sao cũng được. Hoặc là họ code một cái chuyện ở bên Anh, ở bên Thụy Sĩ, ai biết, đúng không? Thì ai mà biết mà hô họ người ta có account. Nhưng mà code họ là UCLA nghe nó gần gũi hơn, đúng không? Hoặc UCI là mình biết là những cái trung tâm đó không bao giờ họ bán rẻ cái uy tín để mà họ endorse những cái cách phương pháp chữa trị mà không tốt. Dạ vâng. Và như vậy thì cái chỉ số A1C đó mà cho cái người bình thường, đối với những cái độ tuổi nó khác nhau, những người mà không bị tiểu đường đó thì cái chỉ số A1C là bao nhiêu là đúng? Hay quá cô, mấy còn những người không tiểu đường thì sao? Cái A1C bao nhiêu? Để biết cái cũ. Dưới 5.7 quý vị. 5.7. 5.0 tốt không quý vị? Quá tốt. 4.3 tốt không quý vị? Quá tốt đi. Đúng không? Dưới 5.7. Dưới 5.7. Vâng. Càng xa con số 5.7 càng thấp thì cái nguy cơ bị tiểu đường càng thấp. Thì bây giờ chung quy muốn hạ cái A1C đó xuống là cũng phải ăn uống tập thể thao. Có đúng không? Cô Thị Dung của tu luyện mấy năm rồi, cổ cũng được câu thần chú là ăn nhiều rau quả, tập thể dục 30 phút hàng ngày. Có Thị Dung biết có nhiều người tới cứ nói bác sĩ, bây giờ sao hai chân tôi nó yếu mệt, bác sĩ cho tôi uống cái thuốc gì cho hai chân nó mạnh lên. Uống cái thuốc gì cho tôi nó khỏe lại, mạnh hai chân nó mạnh lên. Quý vị nên nhớ là nếu quý vị mà sặc bị bệnh tật á, như bộ như thiếu B12 hoặc folic acid hay là gì chích, uống thì nó khỏe, sẽ khỏe mạnh hơn. Nhưng hầu hết quý vị lớn tuổi mà cái gì chúng ta không tập thể dục thường xuyên, chúng ta không xài thì nó kiệt quệ nhanh. Không có bác sĩ không thể làm, bác sĩ chỉ khuyên được thôi. Là phải ráng gậy chống xa lăn, phải đi tập. Không đi tập chạy được thì phải đi hồ bơi. Hồ bơi lội dưới nước, lội ngang lội dọc. Còn không có lội ngang lội thì mua cái xe về đạp. Thì mấy cái bắp thịt nó mới nở ra được, nó mới khỏe được. Quý vị coi Olympic rồi, vai u thịt bắp khỏe mạnh như vậy, không phải một sớm một chiều. Tôi mà bắt mấy vận động viên đó mà tôi nhốt như lời biến, bắt nằm ở sofa coi tivi không thôi, không tập nữa hết. Chỉ cần 2 tuần thôi là chưa được vô vòng trong một chút nào, nó bị loại ngay tức khắc lần đầu. Chỉ cần lời biến tập thôi thì sẽ bị loại liền tức khắc. Quý vị bắt những cái vận Olympic là very tough, đúng không? Họ tập ngày, họ tập đêm, họ tập toát mồ hôi hột, họ mới được khỏe mạnh như vậy. Quý vị cũng nghe là vận động viên này chích thuốc, vận cái dùng thuốc để cho thắng. Không những điều thuốc mà họ phải tập nữa đấy.
dùng thuốc không không có đủ. Dạ đúng. Mà cũng bị cấm rồi, đúng không? Dạ. Nhưng mà chúng mẹ tôi ngồi không chích thuốc là tôi chạy 100 mét là thắng luôn cả dạ. Những vận động viên khác không? Dạ. Họ muốn lợi dụng luôn cả hai, vừa tập vừa chích vừa uống. Dạ. À, thì họ mới thắng được. Nhưng mà cái yếu tố vẫn mạnh nhất là tập luyện. Vẫn là tập. Vâng. Vẫn là tập. Một cái thuốc mà chống lão hóa không ai dám cãi với tôi, đó là sự tập luyện. Tập thể dục thể thao làm cho mình trẻ, khỏe mạnh hoài. Chúng ta không tập là chúng ta yếu lại, xìu lại. Người trẻ thì chúng ta có cái reserve cao, tức là chúng ta không tập một thời gian vẫn ok. Còn có những cái người lớn tuổi chúng ta không tập chừng độ 1-2 tuần là chúng ta đi khỏi khỏi leo leo cầu thang nữa. Ngồi nó bắt mấy cái người ở trong bệnh viện. Quý vị biết trong bệnh viện thường ra thường xỉu không? Mệt lắm không? Trước khi sau khi vô chữa bệnh với bộ như bệnh tật này nọ, cắt ruột dư hay là bệnh viêm phổi đi, ra thì người ta thường xanh xao khổ yếu hết. Cái nguyên một trong những nguyên nhân chính đó là người ta nằm trên giường 6-7 ngày đó không đụng đi đâu hết. Trong bệnh viện đâu có cho bệnh nhân chạy lung tung. Nhiều lúc còn cột tay cột chân nữa, sợ nhảy xuống giường gãy tay gãy chân, đụng chạm thuốc mang. Cho nên người ta chỉ chú ý chữa cái bệnh kia trước, rồi tìm cách thả về sớm để tập lại. Chứ không chúng ta ra chúng ta đi không nổi. Quý vị biết không, chúng ta thấy thân nhân chúng ta đi ra, ủa sao mới vô quy luyện khỏe mạnh đi ra đi không nổi. Do chúng ta không có thời gian để tập. Bị cột trên giường, nằm trên giường, rồi tới 4-5 giờ sáng cứ vô bị lấy máu, ngủ không được. Vừa không tập thể dục, vừa ngủ không được. Rồi cái bệnh kia chữa có hết không ạ? Cái bệnh kia thì thường là chữa hết. Chữa hết, dạ. Nhá, bệnh viện mà, trụ sinh vô, tiêm thức vô, mổ xẻ. Bệnh viện, imagine quý vị, không phải là bệnh viện giết quý vị, mà quý vị mà vô bệnh viện quý vị mới appreciate bác sĩ và y tá với mọi người trong bệnh viện. Quý vị mà đứng một chút ở emergency thôi, đạn bắn, dao chém, tai nạn, máu mè đầy. Thế mà chập sau các bác sĩ khâu nhíp lại sửa. Nhiều người tống xe, chân tay gãy lìa hết. Mình tưởng không còn gì nữa cho nhau rồi. Vậy mà các bác sĩ giải phẫu vẫn hay. Bác sĩ nội khoa thì cho thuốc trụ sinh cầm đau, còn bác sĩ giải khỏa vô lắp từng cái xương lại cho quý vị đó. Vậy mà ra đi đứng ngon lành. Quý vị nghĩ mà trước khi mà chúng ta có sự tiến bộ của y khoa đi, chỉ cần xước da trầy da là trụ nhiễm trùng là chúng ta chết rồi, chứ chưa đừng nói cái chuyển trùng chúng ta gãy tay gãy chân, làm sao mà chúng ta gắn bắt ốc vít bù lon lại được. Dạ vâng, như vậy là cảm ơn sự tiến bộ của y khoa. Dạ, và cảm ơn về những y tá và bác sĩ đã chăm sóc những cái bệnh nhân như vậy. Chỉ cần chúng ta mà chúng ta ở ngoài chúng ta không thấy được, chúng ta thường gọi tiếng Mỹ gọi là take granted, tức là chúng ta không có cảm ơn cảm tạ vì nó, chúng ta tưởng là trên trời rớt xuống cho có. Nhưng mà khi chúng ta bị rồi, chúng ta gần một lần rồi, chúng ta mới thấy cái sự khốc liệt, cái sự mà nhiệt tâm, cái sự mà dedication của những bác sĩ. Hồi mình làm á, nhiều lúc cả 20-30 tiếng không ngủ được. Hồi mình mới vô bệnh viện nội trú á, ở Loma Linda, quý vị, tôi từ Loma Linda. Loma Linda là một trường giống như trường đạo vậy, tức là rất là họ train cái tâm trước, là không uống cà phê, không ăn thịt nữa. khổ lắm quý vị. Tôi tưởng là cái bíp bờ của tôi nó bị hư, cứ một phút nó kêu, mình ignore nó, một chập sau có người phải gọi overhead liền. Tất cả cú phone đó là các y tá đang cần sự trả lời của mình. Mình trực á. Mình tưởng là chuyện điện đùa đó không, vừa nhào vô và quăng quặt như vậy, hết bên phải bên trái gọi mình. Và trực suốt cả đêm như vậy, từ 7 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa hôm sau.